Hôm nay mình làm cái video là giới thiệu với các bạn kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đây mình đang đeo cái kính thử vào cái mắt camera để các bạn nhìn bài này. Đây con K này, các bạn nhìn rõ chưa? Q này, G này. Đấy, các bạn xem này. Đấy, Q này. Con 10 là cái móc cái dấu chữ thập nhá. Con 10 là chữ thập. Đấy. Con 9 là móc chìa khóa, đấy nó chỉ có hai con đấy khác biệt thôi. Này, 8 này. 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này. À, đấy nhìn các bạn đi chơi nhìn như bài ngửa luôn này. Đấy, K này này thì nó có dấu chấm như này này thì các bạn biết nó là con K cơ này. Đấy. Đây, nó nhìn thấy chấm như để đánh dấu. Còn đánh sang bên bên trái này là cà rô. Đấy, con bên phải là cơ. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là cái cách đánh mình như có thể nhìn được cả chất luôn này. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? À này, đây con đánh ở trên cái gạch trên cùng này là biểu tượng của con chất chuồn này, chất tép, các bác là tép này. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Cho các bạn xem hết luôn này. 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, K này, Q này. Đây. Đánh sang bên đây tay trái này có cái chấm bên trái này là con rô này. Các bạn nhìn này, 10 rô này, 9 rô này. Đấy, 8 rô này. Đấy, 7 rô này. Đấy. Thì ngày hôm nay thì tổng kho gỏ bịp làm cái video để giới thiệu đến các bạn sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì đây trước mặt các bạn đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Mình là một trong những công ty lớn phân phối về lĩnh vực cờ bạc bịp ở Việt Nam. Thì các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn để mà được test hàng trực tiếp, hoặc mình sẽ hỗ trợ các bạn gửi bưu điện được gửi cuốn xe đò về nhé các bạn nhé. Đây là giới thiệu các bạn cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài này. Bên trong nó sẽ có một cái loại mắt len và một cây đeo. Còn cái này thì để anh em đi chơi xa anh em đem theo. Thì với cái Mỹ 9D nhìn xuyên bài này có cái ưu điểm nó là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cuộn mắt này, bởi vì nó làm từ chất silicon gọi là siêu mềm luôn. Đấy. Và bền, độ bền là cực cao luôn đây. Bền mà mỏng, đeo êm luôn mà nhìn bài ưu điểm nhìn bài siêu nét. Đấy. Đây, khi các bạn chơi thì bạn đeo kính thì bạn đặt lên cây đeo như này. Đấy. Là các bạn ấn vào mắt là có thể mình có thể là nhìn thấy bài như vừa rồi. Đấy. Lét hơn 10 lần như vừa rồi bởi vì là lúc vừa rồi là mình dùng cái kính thử như này. Đây là cái kính mắt thử này. Để mình đeo vào camera, còn khi các bạn đeo cái kính thật này thì các bạn sẽ nhìn bài rõ gấp 10 lần luôn. Đấy. Đứng từ xa 2 mét là nhìn thấy bài rồi. Với kính này thì đeo rất là bền luôn, có thể vài năm. Đấy, khi có rất nhiều cái câu hỏi đặt đến cái bên nhà mình, có nghĩa là bài có phải kèm theo nó không? Mình khẳng định luôn là bài là phải đi kèm với kính thì mới nhìn được, còn bài bên ngoài là không thể nhìn được. Đấy, cái thứ hai nữa là các bạn khi bạn đeo cái này các bạn không mà sợ đau mắt hay là sợ bị hỏng mắt gì, bởi vì có những khách hàng mình đeo 4-5 năm nay vẫn dùng bình thường và bản thân mình cũng đã đi chơi bao nhiêu năm nay cái này rồi, các bạn yên tâm hẳn nhé. Thì bây giờ cải tiến là cái kính càng ngày nó càng hiện đại hơn, nó càng êm hơn. Đấy, thì cái mẫu kính thì mình nhìn rất là nhiều mẫu kính. Đấy, và như tiêu biểu của mấy cái kính như kính nhôm như này là kính của Nhật Bản này, và kính hộp Mỹ hộp gỗ kìa. Đây là những kính nó rất là bền từ ngày xưa rồi. Còn có mẫu bài, về tất cả các mẫu bài trên thị trường các vùng miền địa phương thì bên mình đều cung cấp. Đây là những cái bài này, xanh double K 2001 này, bài 2019 này, bài trắng ở khu vực Bình Dương rất là chơi bài này, bài được đô la trắng đô la vàng. Đấy, còn cái bài này, 2001 thì bánh tống theo cây kết cấu như này, rồng đỏ này, rồng vàng này, đấy, kim cương này. Và đặc biệt các bạn ở nước ngoài thì mình còn có thể làm đặt theo yêu cầu, và có những cái sản phẩm như là những bài nylon này, bài nhựa này, bài nhựa xanh này, bài đây, nhựa đỏ này, đây là bài royal đấy, rất nhiều anh em chơi bài nhựa này. Thì đây là cái bài mẫu bài sạch quà, đây mẫu bài sạch quà ở miền Tây chơi rất là nhiều bài mẫu bài sạch quà này. Đấy, thì mình có hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn muốn mua hàng trực tiếp của những cơ sở lớn và được để được giá rẻ và hàng chính hãng thì bạn alo trực tiếp cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đấy, thì các bạn nhìn cửa hàng biết đây chỉ là một cái góc nhỏ xíu để mình trưng bày để mà mình quay cho các bạn xem thôi. Còn những kho này rất là lớn về hàng hóa, không thể thiếu gì luôn các bạn nhé, không thiếu cái gì luôn cho bạn lựa chọn. Các bạn qua trực tiếp hoặc là các bạn mình sẽ hỗ trợ gửi đường video xe đò với các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn xem video.
Xin chào tất cả các bạn nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Máy tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn đấy. Đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có bạn các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài báo và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem này. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu tôi test cho bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo, máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn. Chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, test luôn cho các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi. Hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá này là ở trong miền Nam chơi là chia sáu lá.
tôi sẽ cho các bạn xem này, đây bài 1 2 3 máy báo ạ. 3 này. Đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 95. Đấy, chia là xếp cái này là 95. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này. Những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này, là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy đánh bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Ba mày báo ba bốn người chơi đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy đấy, chuẩn xăng 100% luôn đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, nhìn này đấy, rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái luôn lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung. Mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo xuống thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này nó sẽ không được báo quát hết được. Đây. Đấy, máy 33. 4 người chơi. Đấy các bạn, quan trọng là đặt xuống là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1 2 3 liêng này, 5 6 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này, các bạn đeo vào đây các bạn nó sẽ quét bài báo bài này. Đây là phụ kiện kết nối. Hiện tại Nokia kết nối mang vạch này. Đấy. Ví. Hay là hộp quẹt đủ hết nhé. Đây là ví. Khi các bạn chơi những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái nào trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test.
Rồi cảm ơn các bạn xem kia. Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá rồi. Kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy. Đây. Tôi cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, anh em có thể kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây, anh em có thể thấy này. Và cái loại kính khác nữa đó là kính có hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào. Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường là không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thế tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho nhìn anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Đấy, khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược ấy. Đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài lớp cao 2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đấy, những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi xem cho anh em xem đường bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi, đó là